Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Thì như quý cô chú anh chị em cũng đã thấy được, trong một cái sự kiện event rất là lớn của người mẫu Xuân Lan, thì Tuyết Nhung cũng giống như là Thiên Ngân đã có những cái màn trình diễn khá là đặc sắc và nổi bật ở trên sân khấu, và các em đã thể hiện những cái ca khúc khá là thành công và được đông đảo quý cô chú anh chị em rất là yêu quý. Và nghe đâu một cái thông tin đó là người mẫu Xuân Lan là một người không phải là đơn giản đâu quý cô chú anh chị, đã từng đào tạo và rèn luyện cho rất là nhiều ca sĩ cũng giống như là người mẫu chuyên nghiệp. Và hiện tại bây giờ thì Tuyết Nhung cũng giống như là Thiên Ngân có được cái sự ưu ái của người mẫu Xuân Lan, đó không phải là một điều đơn giản. Cho nên rằng là trong thời gian sắp tới, Tuyết Nhung và Thiên Ngân sẽ có những cái bước nổi trội và vượt bậc hơn nữa cho tất cả quý cô chú anh chị em mà thương cô hai, sẽ không bao giờ thất vọng về các em. Và quý cô chú anh chị em biết không, có rất là nhiều người, người ta sẽ lên tiếng, người ta nói Tuyết Nhung hát dở hay là Thiên Ngân hát dở, không có tố chất của một người nghệ sĩ đồ này nọ các kiểu. Nhưng chúng ta có thể thấy rất là rõ, cho dù cái mini show của các em ít quý cô chú anh chị em đến ủng hộ, tại vì các em cũng chưa bao giờ kêu gọi, và các em muốn bằng cái thực lực của mình, nếu như ai thương các em thì người ta sẽ đến. Đơn giản rằng là có nhiều quý cô chú anh chị em mà thương hậu duệ của cô hai ở xa lắm quý cô chú anh chị, người ta gửi những cái sự yêu thương bằng những cái giá trị về mặt tinh thần, chứ không phải rằng là về mặt vật chất hay là nọ các kiểu, hay là lên hô hào đồ có nghĩa rằng là đó mới là người nổi tiếng đâu. Các con của cô hai thì không màu mè, nhưng các em có rất là nhiều cái show diễn cũng giống như là event. Mọi người cũng thấy rồi đó, mấy ngày nay là các em tham dự trong rất là nhiều cái show diễn đình đám, cùng với lại dàn ca nghệ sĩ gạo cội ở trong giới showbiz. Những người mà có tiếng nói ở trong giới showbiz thì hầu như đều dành cái sự ưu ái cho hậu duệ của cô hai. Cho nên rằng là cái bước đệm hiện tại bây giờ các con của cô hai rất là được quan tâm đến. Trong ngày hôm nay thì hậu duệ của cô hai lại tiếp tục đi xuống dưới Mỹ Tho để tham dự trong một cái sự kiện của một công ty sản xuất và chế biến. Và trong ngày mai thì các em sẽ tham dự trong một cái event vô cùng lớn, đó chính là ngôi sao của năm 2022. Dạ vâng, nó đơn giản rằng là cái sân chơi của Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng giống như là Quỳnh Trang, đó là cái sân chơi của nghệ sĩ. Một cái sân chơi mà ta nói rằng là nó có thể là đánh dấu được cái tên tuổi của các em. Còn đối với anh cờ đó quý cô chú anh chị, thì cái sân chơi nó chỉ qua rằng là tạp nham, và nó chỉ xứng tầm với nội bộ cền cền của anh cờ thôi. Còn lại cái tầm với của anh cờ để đạt được cái ngưỡng mà được người khác quan tâm ở trong giới showbiz, được người khác cho đứng ở trên những cái sân khấu chuyên nghiệp cùng với lại một dàn sao đình đám thì không bao giờ có được đâu. Ta nói cái tên tuổi của anh cờ bây giờ nó đã mắc một cái tội được gọi là trời đày, đó chính là vong ơn bội nghĩa, đó chính là ăn cháo đá bát. Mọi người nghĩ sao? Ngày hôm nay cái giọng hát nó có thể là tệ, nhưng ngày mai giọng hát của mình nếu như được trau dồi, được rèn luyện, được tiếp xúc với rất là nhiều cái kỹ năng, thì chắc chắn rằng là cái giọng hát càng ngày nó sẽ càng được thăng hạng. Nhưng cái bản chất của con người không thể nào mà thay đổi, không thể nào mà dời được. Cho nên bản thân của anh cờ không có vé đâu. Còn các con của cô hai tại sao lại được ưu ái, tại sao lại được nhiều người thương, tại sao lại được dự những cái sự kiện, những cái show diễn đình đám, chứ lôi nhôi lắc nhắc như anh cờ không ai nói tới. Còn cái mini show thì quýnh nhà không có nói nha, tại vì cái mini show đó chính là những cái bước đệm mà các em đi từ từ
còn hô hời lên để mà kêu gọi thì nó mấy hồi được, đúng không quý cô chú chị? Ngày hôm nay kêu gọi được, ngày mai kêu gọi được, một năm kêu gọi được, hai năm kêu gọi được, chứ 5 năm, 10 năm có còn ai muốn đếm xỉa về tới mình không? Đó chính là cái sự tức thời, ăn sổi, ăn nhanh. Thì đương nhiên rằng là cái thành công mà mình gặt hái được nó sẽ không bao giờ có. Còn các con của cô hai, đường còn dài, đường còn rộng, đường còn xa, đi chậm mà đi chắc. Đi chậm nhưng mà từng cái bước đi của các em nó sẽ gắn liền với cái tên tuổi của các em. Cho nên đến tại thời điểm bây giờ mọi người cũng đã chứng kiến, đâu có cần màu mè, đâu có cần hoa mẻ đâu. Nhưng mà tại vì sao những cái sự kiện, những cái event lại luôn mời Tuyết Nhung và Thiên Ngân mà bản thân của anh Cờ lại không có được? Lâu lâu anh Cờ anh mới có được một hai cái show diễn mà ta nói rằng là đi hát ở những cái nơi giống như là phòng trà rồi này nọ thôi, mà mọi người biết rồi đó. Ví dụ như người khác người ta mời á thì mới được đi, chứ còn đâu có phải đơn giản rằng là muốn đến là đến đâu, hoặc là đơn giản rằng là chiếm được cái sự chú trọng, chú tâm của những người mà nổi tiếng, những người mà chuyên nghiệp đâu. Toàn là nghiệp dư không mà quý cô chú anh chị. Cho nên rằng là các con của cô hai thì càng ngày càng vững vàng rồi. Yên tâm đi mọi người, sẽ sớm thôi thì Tuyết Nhung cũng giống như là Thiên Ngân sẽ chiếm lĩnh được những cái bước điểm tốt để đứng vững ở trong giới nghệ thuật. Và các em sẽ tiếp nối theo cái di nguyện của cô hai, cũng giống như là những cái gì đó mà cô hai đã để lại, nó sẽ là một cái động lực rất là to lớn để cho các em có được những cái chỗ đứng vững chãi. Quýnh Nhà đã từng nói rồi, cô hai lên thiên lắm quý cô chú anh chị. Những cái điều mà cô ấy từng làm á thì nó sẽ không bao giờ mà phai nhòa, cũng không bao giờ mà mờ nhạt ở trong lòng của quý vị khán giả đâu. Cho nên đừng có vì tưởng rằng là bản thân của người này người kia có thể là lên tiếng hạ bệ xúc phạm cô hai đồ này đâu các kiểu, có nghĩa rằng là sẽ làm lung lay được cái tên tuổi của cô ấy. Không có bất kỳ một ai có thể là làm lung lay được cái tên tuổi của cô ấy. Mà cái tên tuổi của cô hai là nó sẽ mãi mãi còn đó. Cái giọng hát của người ta, cái tên tuổi của người ta, cái đạo đức, tất cả những cái gì mà người ta đã để lại, đó toàn là những cái kỷ niệm đẹp không à. Cho nên những người mà thương cô hai á, những ca nghệ sĩ mà chuyên nghiệp, những người mà ở trong giới showbiz đó quý cô chú anh chị, hễ đi đâu mà nghe nói về cô hai là người ta sẽ ưu ái cho các con của cô hai liền. Bởi vì lẽ đó người mất đâu phải là hết, mất là bắt đầu cho những cái chuỗi ngày được gọi là cho các con của cô ấy vững vàng hơn. Nó đơn giản, không cần phải màu mè, âm thầm lặng lẽ mà đến một lúc nào đó nó nổi tiếng mới gọi là hay. Phô trương màu mè khoe mẽ làm gì, rồi chả bao giờ thấy vén mãn vào trong những cái show diễn, những cái sự kiện lớn, rồi để làm gì? Hát cho bộ kình kình nghe, rồi làm màu làm mè cho bộ kình kình thấy. Còn ca nghệ sĩ mà nổi tiếng, người ta coi những cái chuyện đó giống như là một trò hề, bủa vai á, làm màu á, ở trên những cái sân khấu nghiệp dư á thì bao giờ làm không được. Còn đứng trên những cái sân khấu chuyên nghiệp á, đã chuyên nghiệp rồi thì phải tươm tắt, phải hoàn hảo. Giống như các con của cô hai đó, rất là chuyên nghiệp, được nhiều người đánh giá cao lắm. Không đánh giá cao mà sao lọt vào top 5, được quý vị khán giả bình chọn nhiều nhất của phía bên trung tâm ca nhạc lớn tại hải ngoại. Không chuyên nghiệp mà làm sao được rất là nhiều sự kiện, event người ta mời đi đến chương trình của họ. Không phải chuyên nghiệp mà các em lại chiếm lĩnh được cái thị trường âm nhạc hiện tại bây giờ. Là nếu mà so ra về cái mức độ ở cái độ tuổi của các em, không phải dễ có ai mà có thể là có được đâu nha, không phải dễ có đâu. Bởi vì lẽ đó
Nhìn mà thèm thuồng là đúng rồi, đúng không quý cô chú anh chị? Ok, cái đoạn video này của nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích thì các bạn có thể like, share, subscribe.